Rồi em xin chào anh em, thì tiếp tục có một số câu hỏi anh em hay hỏi em, đó là dòng loa JBL dòng 4311 ha. Nói chung là dòng 43XS anh em nha. Thì có hát karaoke được hay không? Vì nó là dòng kiểm âm thì em xin thưa. Thì đối với dòng kiểm âm á, anh em phải hiểu rõ, rất là rõ là dòng này là được các phòng thu âm hay là những cái showroom người ta dùng để test nhạc và dùng để nghe giọng ca sĩ khi người ta phối nhạc, ghép nhạc vào. Thì có một người chuyên để ngồi chỉnh nhạc, đó là người ta đang hát đấy anh em thật sự, nhưng mà nó là hát ở phòng nó hợp lý, hoặc là nghe ở nhà nó hợp lý, nhưng mà chúng ta để karaoke gia đình thì không nên. Bởi vì nếu ở nhà anh em ca mà để thoải mái, hoặc anh em có vài ba lon vô anh em mở maximum lên thì nó sẽ đứt 100% là sẽ đứt trước tiên là mic và trap, đó là chuyện là như thế thôi. Còn nếu anh em ở nhà ca vui vẻ, biết cân chỉnh, không để cho hú rít, không để quá mức thì vẫn ca tốt, chứ không phải là không anh em nha. Tại vì dòng này nó kiểm âm mà cho cái chất âm nó rất là trung thực và rất là hay, và giọng ca sĩ rất là chi tiết để cho anh em chơi. Và một câu hỏi nữa anh em cũng hay hỏi em, đó chính là 4312 có chơi được nhạc sàn, nhạc mạnh hay không? Đó là câu hỏi ha. Thì em đang test nhạc mạnh cho anh em nghe thử đây, để anh em biết là được hay là không. Thì sẵn hôm nay là con Omri Rockman 55S, em mới vừa quay chi tiết của gang cho anh em thì em cũng test luôn cho anh em xem được, thì alo em chốt thì em đóng hàng gửi luôn nha, để cho anh em xem được là cái cảm nhận của cặp loa 4312 nói chung có chơi được nhạc mạnh, nhạc chi tiết tấu nhanh hay không nha anh em nha. Đây là hình dáng của con 55S mới vừa quay trong cái clip trước chi tiết cho anh em. Clip này là lên sóng đây, test hoạt động rất là ok, máy rất đẹp, đèn rất là đều sáng. Đó, anh em xem đây, mặt mũi là đẹp keng, không tì vết nha. Anh em xem ha, nắp lưng bồng như vậy, long lanh hết, rất là tận. Ruột gan thì em đã quay cho anh em rồi. Rồi, em ở lớn một đoạn cho anh em nghe thử cái nhạc non-stop remix nó nghe như thế nào nha. Rồi cho vô cái đoạn mạnh mạnh chút xíu em mở ha. Rất là đầy mic trap, sáng trap đấy, đó là nhằm thấy được cái hiệu quả của dòng control này khiến cho rất là phê. Và anh em lưu ý là dòng 4311 của Aneco nó sẽ chơi bass mềm hơn, nó thuần về cái dòng nhạc vàng trữ tình hơn. Còn riêng đối 4312 thì nó là cũ hybrid, nó là cũ mạnh rồi, thì nó anh em chơi nhạc mạnh nó rất là phê đấy, đánh rất là đa loại dòng nhạc luôn anh em nha. Đấy, và cặp loa 4312 control monitor hiện tại đang ở shop em, con này có mức giá là 20 triệu đồng, giá là bao ship cho anh em để anh em chuẩn hoàn đủ và tặng kèm 5 mét dây loa của Đức anh em hãy tặng nhé. Đấy, loa rất đẹp, em đã quay chi tiết cho anh em rồi. Và đây là con Omri Rockman 505S, chơi khá là hay anh em nha. Anh em riêng con này anh em có thể ghép những cái dòng loa em, ví dụ như là BV kép này, hay là tay noi này, JBL thì khỏi nói rồi, rồi dòng mà cái dòng như của Anh Quốc Spendor cũng ok luôn anh em nha. Lắc đấy rồi,
Và tới đây thì em cũng xin tạm dừng clip. Anh em có nhu cầu sản phẩm nào thì alo em ngay. Đối với con 505S có mức giá là 32 triệu, giá này đã giảm giá cho 2 triệu cho anh em trong một covid nhá, cặp loa là 20 triệu đồng. Nếu anh em lấy cả bộ thì sẽ tặng kèm thêm một cái sản phẩm nữa, đó là một cặp dây AV, tại vì loa em đã có tặng dây cho anh em rồi nhé. Rồi tới đây thì em xin kết thúc clip nhé, xin cảm ơn em rất nhiều ạ.